Đây là căn nhà 94 mét vuông mặt sàn và 93 mét vuông diện tích đất này. Đang giá bán 7.780 mà ở Ogikubo, cách ga Ogikubo 15 phút đi bộ. Ở đây là thực phận Suzuki Namiku. Căn nhà vừa rồi thì nó có 2 tầng, 3 phòng ngủ. Đấy. Khu vực này thì khá là yên tĩnh, đông đông đúc này. Giờ mình sẽ đi xe đạp ra ga Ogikubo. Trời này còn sắp mưa. Đây là cái căn Avato ở đây đang xuống cấp nghiêm trọng, đang được giao bán. Ở đây có một con sông nhỏ nhỏ ở đây, mình sẽ đi qua sông này. Chiều mà lại vòng bên nọ bên kia này nhỉ. Mình sẽ dùng Google Map để đi ra ga. Bên này thì có một cái dãy nhà bên này, mansion. May quá, mưa quá. Đấy, căn nhà này rất đẹp như biệt thự. Đây, tiếp tục đi thẳng. Đi thẳng là đi như nào nhỉ? Ủa? Sẽ phải cái nào? Sẽ phải đây. Chui ở đây. Xe vừa rồi không phải xe cảnh sát mà xe đấy là xe việc cái bảo vệ gì đó. Ở đây có con nhà Nhật trong cổ cổ ấy. Đi ăn đây. Tiếp tục đi thẳng. Ở đây có con nhà rất đẹp, thiết kế rất vuông vắn. Nhà này khá là mới này. Được, đây họ đang làm cái gì đây? Đang làm đường, làm cống à? Đi qua đây. Rẽ phải đây. Rẽ phải đi xuống một đoạn. Quần Suzuki Nami thì nói chung là đường phố thì nhiều cây. Tuy nhiên không được cây không được sửa sang cho lắm. Còn nhiều nhà cũ, nhiều nhà cũ. Hai nữa là quận này thuế ghế, thuế ở khu vực này rất thấp. Đến bên này mới bán này, xây lô bán. Đây như là chỗ này là công viên,
công viên gì đó ở đây. Otaguro Park. Ở đây có công viên Otaguro Park. Không biết là trong này là công viên này là như thế nào. Này gió to quá nhỉ. Ở đây không có lối vào. Hình như là sẽ đây rồi. Đi thẳng lối này. Đi thẳng lối này lên. Okikubo thì làm ca rất là to. Là điểm ca đầu tiên của tuyến tàu ngầm Marunouchi. Tuyến này thì Marunouchi thì sẽ đi qua những cái ga quan trọng như là Shinjuku này, Tokyo này, Otemachi này, ở Ginza này, Korakuen này, điểm cuối cùng này sẽ là Ikebukuro. Đây còn Okibo này, còn gọi ra còn có tuyến Chuo rồi tuyến Shobusen đều chạy qua, rồi chạy sang thẳng Chiba rồi chạy sang phía tây, lên phía tây của Shinjuku, phía tây của Tokyo, đến Okutama, Ome gì đó. Thì đây là cái lối để vào công viên này. Trông rất là cái cổng trông rất là cũ cũ. Mình đang đi sai đường. Đang cần phải bây giờ cần phải đi xuống phía dưới này. À, thực ra đây thì sẽ đi thẳng luôn mà. Đúng rồi. Leo lên con dốc này. Thực ra không cần leo con dốc này. Đi xuống đoạn dưới này. Tốt hơn. Để xuống đây. Xuống đây mình sẽ rẽ vào trong này. Thẳng đường này. Okikubo. Cảm ơn cái nhà đẹp nhỉ. Bãi đỗ xe rộng lắm chứ. Trời bắt mưa đấy. Một cái tòa nhà này trông hay nhỉ. Tường đắp trắng trắng. Trông là lạ. Đi thẳng này sẽ ra đến nhà ga rồi. Nghe tiếng tàu chạy rồi. Đó. Thì đây là My Basket. À, đây là tàu chạy đây rồi. Đây có Lawson.
trụ tụ. Hôm nay sẽ đi xe đạp. Cơ bộ đấy, đều có một xe đạp để đó to quá đổ mất rồi. Đây có Vasco.